Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic TL7 phục vụ các bác nhé. Con máy em để mã số 29. Máy đã được làm đẹp tất cả hình thức từ trong ra ngoài sạch sẽ. Đấy. Lưng tôn con này còn khá đẹp. Mặt mũi trắng. Lưng khá đẹp không nhé, xước tí xíu sơn thôi, còn đâu khá phẳng luôn. TL7 thì đa số là 2014, nhưng con này thì lại đời 15 các bạn này. Đa số là 2014 thôi. Chung 14, 15 thì nó không có gì khác biệt cả. Thì là nửa cuối năm trước và nửa đầu năm sau. Series máy con này là 01786. Đấy. Lưng tôn khá là đẹp các bạn nhé. Còn các bác nào muốn nó tuyệt đối thì không có đâu nhé. Đẹp tuyệt đối thì không có đâu ạ. Bảng điều khiển. Thứ em dán cái tem chữ cho các bác. Nó thật khá đẹp. Các cái giá này của nó rất là sạch các bác nhé. Dòng chỉ con này rất là sáng này. Giá đũa bát thì rất là sạch sẽ nhé. Khoang nội thất với máy so thứ sạch đẹp. Mà con máy khá là ok đấy ạ. Chiếc này em bán là 4.800.000, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.